Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tân Hiệp Phát đã đến hồi tàn, con gái ông Trần Quý Thanh bị điều tra. Tân Hiệp Phát là một doanh nghiệp độc tài không khác mấy VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng. Nhiều lần người tiêu dùng phát hiện trong chai của Dr. Thanh và Number One có ruồi, đều bị ông Trần Quý Thanh dùng tiền đè bẹp người tố cáo, kể cả dùng cách gài bẫy không mấy quang minh chính đại. Năm 2015, Tân Hiệp Phát đã khiến công luận xôn xao với vụ chai nước ngọt Number One có con ruồi. Lúc đó đã có một số ý kiến cho rằng đó là hồi kết của một doanh nghiệp, nhưng không biết có thế lực nào đó đã chống lưng giúp Tân Hiệp Phát phản công. Ông Võ Văn Minh, người tố cáo vụ việc, bỗng trở thành tội phạm và phải lĩnh án 7 năm tù. Cả tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm đều làm việc như được chỉ đạo vậy. Đây là hình ảnh con gái ông Trần Quý Thanh bị điều tra về tội trốn thuế. Thời kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị là thời kỳ mà đồng tiền đè bẹp lên đạo đức. Nhiều doanh nghiệp thất đức cứ ngang nhiên tồn tại mà không sợ bị xã hội lên án, bởi nó có tiền và chính quyền luôn đứng về phía nó. Tập đoàn Masan của đại gia Trần Đăng Quang cũng là một ông trùm về thực phẩm hóa chất này. Ông đã từng lên kế hoạch đánh chết nước tương và nước mắm truyền thống. Kết quả không diệt được nước tương và nước mắm truyền thống, mà ngược lại đã bị vạch mặt là thâm hiểm và gian trá trong chiến dịch vùi dập nước mắm truyền thống nhiễm arsen trước đây. Doanh nghiệp bẩn dùng tiền chi phối chính quyền đã được chính quyền dung túng cho doanh nghiệp làm vậy. Đó là cách mà Tân Hiệp Phát đã dùng trong vấn đề lùm xùm đất đai vào năm 2019. Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát đã trúng thầu đấu giá lô đất vàng 79.400 m² tại khu đất ở huyện Côn Đảo với giá 537 tỷ đồng. Lưu ý, khu đất này lúc đầu đấu giá công khai với giá khởi điểm là 537 tỷ đồng, Tân Hiệp Phát còn trúng đấu giá 3 khu đất vàng khác cũng ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giao cho công an điều tra khu đất vàng của Tân Hiệp Phát trúng đấu giá. Tuy nhiên, kết quả cũng không đi đến đâu, Tân Hiệp Phát đều ém được những vụ sai phạm này. Ngoài ra, Tân Hiệp Phát cũng ém gọn những vụ liên quan đến đất đai ở Đồng Nai. Đây là hình ảnh Tân Hiệp Phát trong quá khứ dính rất nhiều các vụ scandal. Vào ngày 6 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đang điều tra về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế đối với bà Trần Uyên Phương, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh. Bà Trần Uyên Phương là phó tổng giám đốc tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát. Hành vi mà cơ quan điều tra xác định là khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất có dấu hiệu phạm tội trốn thuế, quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản gửi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cử giám định viên để tiến hành giám định và đánh giá về chênh lệch tiền thuế tại thời điểm thỏa thuận chuyển nhượng. Vào năm 2014, ông Trần Quý Thanh cũng đã mời được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy Number One tại tỉnh Hà Nam. Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng kéo theo cả ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thôn. Còn các lãnh đạo tỉnh Hà Nam thì khúm núm đi theo sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng và Trần Quý Thanh. Đây là hình ảnh ông Trần Quý Thanh mời được ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà máy của mình. Ông Trần Quý Thanh là người được xem là có số có má trong giới đại gia, bởi ông đã mời được ông Tổng Bí thư đến thăm nhà máy. Thì đấy là một sự bảo chứng cho sức mạnh ngầm. Và từ đó, ông Trần Quý Thanh đè bẹp bất cứ ai muốn nhắm vào ông. Vụ con gái ông Trần Quý Thanh liên quan đến đất đai đã kéo dài gần 4 năm, nhưng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa gãi ngứa được gia đình ông Trần Quý Thanh. Không biết lần này công an thành phố Hồ Chí Minh có khởi tố và bắt giam con gái ông trùm nước ngọt này hay không. Ông Trần Quý Thanh từng mời được ông Nguyễn Phú Trọng, tuy nhiên quen với ông Nguyễn Phú Trọng như quen với cọp dữ vậy. Nếu một ngày nào đó con cọp quay lại vồ lấy bạn mình thì cũng không có gì lạ. Lúc đó xem như Tân Hiệp Phát không phát mà lại hóa tàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d với bản tin Tân Hiệp Phát đã đến hồi tàn, con gái ông Trần Quý Thanh bị điều tra. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Á thứ nhất kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Á thứ nhì kéo cổ ai đây? Cho tới nay có 3 vụ án đang rất nóng, đó là vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu và vụ đăng kiểm. Vụ Việt Á đã kéo đổ ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vụ chuyến bay giải cứu đã kéo đổ ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng thường trực. Cả hai ông kể trên đều là ủy viên Bộ Chính trị. Vậy vụ đăng kiểm sẽ kéo đổ ai đây là câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Cho đến giờ, vụ án đăng kiểm chỉ mới là giai đoạn bắt bớ các trạm đăng kiểm cấp cơ sở. Chức vụ to nhất bị bắt là hai vị cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, một người đương kim cục trưởng, một người cục trưởng chưa một cá mập nào phải ngã nhào vì vụ việc này cả. Vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam đã nói rằng vụ án ở Cục Đăng kiểm có thể ví như Việt Á thứ hai. Ông Tô Ân Sô là phụ tá trong Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Tô Ân Sô nói là lời nói của Tô Lâm chứ không phải ai khác cả. Đây là hình ảnh vụ Việt Á kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi họp báo này, ông Tô Ân Sô nói biết cho biết tính đến nay cơ quan điều tra tại 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm. Đây có thể ví như vụ Việt Á thứ hai, con số bị can chắc chắn sẽ không dừng lại bởi các tỉnh tiếp tục làm. Ông Sô nói và cho biết vụ việc tại trung tâm đăng kiểm có 3 mảng chính, trong đó mảng kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ thời gian qua đã được các địa phương thông tin khá đầy đủ. Theo như ông Tôn Sô đánh giá, vụ án này là vụ án Việt Á thứ hai, thì hứa hẹn nó sẽ kéo đổ một nhân vật tầm cỡ nào đó. Tầm cỡ như thế nào mới đáng có thể so sánh với vụ Việt án thứ nhất? Thì đấy mới là điều mà dư luận đang bàn. Vụ Việt Á thứ nhất đã kéo ngã một trụ trong tứ trụ. Vậy vụ Việt án thứ hai phải kéo thêm một trụ nữa trong tứ trụ thì mới có thể so sánh ngang bằng cho được. Đây là hình ảnh vụ Việt Á thứ hai sẽ kéo đổ ai đây? Thực ra chính phủ là nơi quản lý các bộ, trong đó có Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Y tế bao che cho Việt Á và Cục Đăng kiểm là liên quan đến Bộ Giao thông Vận tải. Ông cựu chủ tịch Phúc bị lột chức là do có liên quan đến sai phạm của ông Phúc thời còn làm Thủ tướng Chính phủ. Phải nói rằng cả 3 vụ án trên đều xảy ra sai phạm liên quan đến hai đời Thủ tướng. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bị kỷ luật thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nên làm điều tương tự với ông Phạm Minh Chính. Vậy thì không khó để dự đoán là Cục Đăng kiểm sẽ liên quan đến ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, trụ Thủ tướng là trụ có thực quyền, chứ không phải là trụ hữu danh vô thực như trụ Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó. Kéo ngã được ông Phạm Minh Chính là ngoài khả năng của ông Tô Lâm, tuy nhiên với ông Nguyễn Phú Trọng thì trụ Thủ tướng cũng phải dè chừng. Vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng ép ông Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi chính trường, mặc dù lúc đó thực lực của Nguyễn Tấn Dũng không hề yếu. Vậy nên trụ Thủ tướng hiện nay cũng không phải là bất khả đánh đổ đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến cung đình tại Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang tiếp diễn đến hồi rất gay cấn. Ông Nguyễn Phú Trọng đang còn nhiều âm mưu tham vọng lớn. Thành tích đá bật gốc một trụ tứ trụ giữa nhiệm kỳ cho ông Nguyễn Phú Trọng sự hưng phấn không hề ít. Hiện nay trong tứ trụ thì có 3 trụ là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trụ Chủ tịch Quốc hội cùng một phe. Còn lại trụ Thủ tướng, không biết ông Phạm Minh Chính có rút ra bài học gì từ Đại hội 12 khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng bị đánh bật gốc hay không. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính chưa bị lung lay. Vụ án Cục Đăng kiểm chỉ mới bắt đầu, liệu nó kéo đổ một trụ trong tứ trụ như vụ Việt Á hay không thì chúng ta còn phải chờ. Bởi chỉ lật được chân trụ hữu danh vô thực chưa chứng tỏ được sức mạnh tuyệt đối của ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin Vụ Việt Á thứ nhất kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Á thứ nhì kéo cổ ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo,
www.vov.vn.de.